Xin chào các bác, em là Kiên Xe Đạp và hôm nay em sẽ quay cho các bác quá trình mà em đi gửi một chiếc xe cho khách hàng. Thì hôm nay có một bác đặt hàng hai chiếc xe đạp địa hình gửi về Vĩnh Phúc. Đấy, thì bọn em đã bọc qua và chuẩn bị là đưa lên xe để chở ra bến. Đấy, và xe thì bọn em có một chiếc xe máy chuyên chở để chở xe hàng các bác nhé. Đấy, nó có một cái trụ như kiểu là cái khóa bánh trước của mình ấy, mình chỉ cần đặt cái càng vào là không bao giờ rơi được, và xong xuôi thì bọn em cũng phải chèn lại rồi chằng lại bằng dây co cho nó chắc chắn các bác nhé. Xong rồi bây giờ thì đi thôi, let's go. Và đi một lúc thì bây giờ em đang có mặt tại bến xe Vĩnh Niệm Hải Phòng và em gọi cho tài xế thì họ vẫn chưa đến bến nên là phải ngồi đợi một lúc. Thì khoảng tầm vài phút sau thì xe khách đã về đến bến, xe màu vàng Hải Phòng Phú Thọ đấy các bạn. Và em đưa xe rồi trả tiền cước cho tài xế rồi về thôi. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau.